Thế năm nay còn cái chuyện gì không hả các cháu? Còn chuyện này hay lắm cụ ơi. Chuyện gì thế cháu? Đây, tất cả mọi người nhìn sang trái, nhìn sang trái, nhìn sang trái nha. Có thấy dòng người vội vàng lướt qua không? Bắt quả tang, đồ móc túi bất lương. Hóa ra là ăn trộm. Thằng Khốn này nạn thật đặc đấy. đặc Cho nó vào chân quá đi. con Đứt ơi. nhất rồi sao còn làm thế? Cụ ông ốm đau thế cũng không Xấu ra. hổ quá. Trời đánh con tránh bệnh tật ra chứ.